Come on. And I promise you, I'll stop you, and I love you. Quay đều, quay đều, quay đều. Nhớ hoài những vòng xe. Chào xin năm trai anh em nhà mọt. Người ta vẫn hay nói rằng đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác. Cái này nhiều lúc đúng lắm nha. Tuy đã trưởng thành có vợ đẹp con khôn nhưng lại nghĩ ra những trò mà đến trẻ con cũng không dám nghĩ tới. Anh em có biết họ là ai không? Nếu không biết thì anh em ủn đít cho Mọt ngay lập tức để Mọt khiến anh em thốn tận rốn với trò chơi oái oăm, khốn nạn của những đứa trẻ to xác trong phim Grown Up. Bắt đầu ngay thôi anh em nhỉ. Buddy, what's the problem? Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 2. Grown Up năm 2010, những đứa trẻ to xác. Chuyện bắt đầu vào năm 1973, năm người bạn thân Lenny Feder, Eric Lamonstrop, Kurt McKenzie, Marcus Higgins và Rob Hilliard chiến thắng trong trận đấu bóng rổ tại trường trung học. Ông bầu thuê hẳn một căn nhà ven hồ cho cả đội liên hoan. Thầy Robert động viên rằng sau này các em hãy sống mạnh mẽ như cách các em chơi bóng. Không biết sau này mạnh mẽ thế nào, chứ mạnh mẽ theo phong cách Xuân Nghị thì bỏ miệng. Em, đàn ông phải làm sao? Mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Thời gian như trò chạy ngoài đồng. 30 năm sau, mỗi người đều có một gia đình riêng. Lenny bất lực với mấy đứa con nghiện chơi game. Eric tuy to béo nhưng được cái vụng về và sợ vợ. Anh gia đình Kurt cũng chả khá khẩm hơn là mấy, thậm chí còn phải vào bếp nấu ăn cho bà vú em nữa. Thanh niên Rob được cái đào hoa nên vớ được em bồ rõ là ngon. À, ngon với cu cậu thôi. Bên cạnh đó, Rob cũng là một nhân viên massage dày dặn kinh nghiệm. Còn Marcus thì vẫn được tận hưởng những ngày tháng tự do tự tại. Sau 3 thập kỷ, nhóm bạn thân cũng có dịp gặp lại nhau trong đám tang của người thầy Robert. Vợ của Lenny vui tính bảo Rob dẫn mẹ đi à, tiên sư nhà mày, tao hơi già thôi nhưng là bồ của nó đấy nhá. À thế à, xin lỗi nhé. Nhân cơ hội này, cả nhóm rủ nhau trở lại ngôi nhà ven hồ ngày xưa. Có ai muốn chơi lại trò đu dây không nhỉ? Eric xung phong lên chơi làm mẫu. Bình tĩnh, anh có bị làm sao đâu. Vâng, ông không sao nhưng con chim kia sắp bị ông đè chết rồi. Chả biết ai rủ dê mà ngay hôm sau, hai cô con gái của Rob tới chơi. Bốn ông nhõi xếp ghế ngay ngắn ngồi nhìn em nó sửa xe. Ngon thế này bảo sao đến cả hai thằng nhóc chưa dậy thì còn muốn ngắm cơ mà. Các ông phải giữ sức nhé, vì vẫn còn một mỹ nhân xinh đẹp nữa đây này. Adu. Ơ, sao lại đối xử với người ta như vậy? Tuy hơi già một tí nhưng cũng xinh trong mắt của Rob mà. Thôi bỏ đi chúng mày, tao có trò này chơi vui lắm. Tao sẽ bắn tên lên trời rồi chúng mày chạy, thằng nào bị mũi tên rơi trúng thì thua nhé. Đúng thật, đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác mà. Marcus vấp phải gốc cây rồi cắm mặt vào bãi cứt trâu. Eric đang chạy thì bị chuột rút ngã lăn ra đất. Anh gia đình Kurt vồ được con ếch to tổ bố vì vướng phải cành cây. Lenny lại tranh thủ vác con cờ hò chạy trốn, chỉ có thanh niên Rob là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ anh em ạ. Đấy là trò chơi của người lớn, còn bọn trẻ thì chơi trò gì nhỉ? Bọn nó làm hẳn một hệ thống điện thoại bằng cốc trong ngôi nhà, chơi chán lại kéo nhau ra bờ hồ chơi ném đá. Ném đều mỗi hai cái thôi à, các con đứng yên nhìn mẹ ném cho mà xem. Còn chỗ nào chơi không, chứ chơi mãi chỗ này chán lắm rồi. À có, tất cả cùng tới bể bơi nhé. Bình thường thì các ông sẽ ra bể bơi để ngắm gái, nhưng bây giờ mấy bà vợ lại ra bể bơi để tia chay. Ui, body xáo múi ngon quá chị em ơi. Ô, trông men thế mà sao lại tám vía hả mày? Nó tám vía đấy, mấy bà vợ cười phá lên như chúng đề không bằng. Đấy là các bà vợ, mấy ông chồng thì sao nhỉ? Thanh niên béo Eric thì cứ nằm lì trong bể bơi của trẻ con. Cô con gái dự đoán bố mình nằm đó chuẩn bị đái nên bảo rằng bố mà đái là nước trong bể sẽ chuyển thành màu xanh đấy. Bố có đái đâu, bố chỉ nằm cho mát thôi mà,
Không chỉ có một mình Eric đái mà cả 5 người đàn ông đều rủ nhau đái trong bể bơi của bạn trẻ. Mấy ông bậy lắm à nha. Đái chán chê, các quý ông lại rủ nhau chơi trò đu dây. Đối thủ trong trận bóng 30 năm trước xuất hiện, Willie là người đại diện cho đội ra thể hiện tài đu dây. Mình phải làm thật khó cho chúng nó nể. Thế này thì tôi còn nể, nói gì đến đối thủ của ông. Đến tối, thanh niên Marcus vì uống nhiều nên ngủ say chả biết gì. Lenny và Eric sợ thằng bạn ngủ ở ghế sẽ bị trúng gió nên khiêng nó vào trong nhà vệ sinh ngủ cho mát. Sáng hôm sau, Marcus dậy và kể cho mọi người nghe giấc mơ đẹp tối qua. Tao mơ ABCXNXX với một con bé đến gãy cả chân giường, con bé đấy còn bị bức tranh rơi trúng đầu nữa cơ. Ngoái con nhà bà oam thế nào mà đúng lúc ấy, con gái của Rob tới với vết thương trên trán. Tình hình này chắc phải chạy thôi không ạ? Run. Hiểu lầm thôi, chúng ta đều có những điều không vừa ý nhau. Người yêu của Rob đứng ra giảng hòa cho mọi người. Vì tuổi cao sức yếu. À nhầm, vì tuổi cao nên có tí uy tín. Lời khuyên của bà được các cháu ghi nhận và làm theo. Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ, team của Lenny nhận tái đấu với đội của Dicky. Đội bạn trông có vẻ già quá nhỉ, cảm giác cứ như thi đấu với đội người cao tuổi vậy. Đội của Lenny vừa trẻ vừa khỏe nên thi đấu vô cùng hăng hái, chỉ có điều bị thua. Cũng chả sao, vui là được. Và để cho không khí thêm sôi động thì Marcus triển khai trò bắn cung lên trời. Chỗ này đông người mà ông chơi kiểu này thì chết con nhà người ta à. Cơ mà ông què này sao không chạy đi để mũi tên rơi vào chân thế? À, què không chạy được, xin lỗi nhé. Hi hi. Một, Grown Up năm 2013, những đứa trẻ to xác hai. Chia tay nhau đã đến, còi tàu thét vang trong màn đêm, hãy hôn nhau đi. Ba năm sau kỳ nghỉ trong phần 1, những đứa trẻ to xác lại quay về cuộc sống bận rộn hàng ngày của mình. Vợ chồng Lenny được chú Tuần Lộc vui tính vào tận nhà làm báo thức. Nhà Eric thì đang vật lộn với đứa con trai là thần đồng toán học khi nó bảo 7 cộng 9 bằng 79. Đúng là con trai của ta. Anh gia đình Kurt thì tâm lý hơn khi tặng vợ món quà nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Chỉ có điều, anh lại giấu món quà đó trong bìm của cậu quý tử. Marcus ấy có thâm niên, ngày nào cũng vớ được thằng con trai rơi vãi Braden. Đó là hậu quả của việc đi bơm nòng nọc lung tung hồi trẻ. Lenny cùng hai đứa con chờ xe buýt của trường tới đưa chúng đi học. Thấy tài xế có dấu hiệu của nhai cần gặm cỏ, Lenny quyết định lái thay để anh ta có một giấc ngủ ngon lành. À, tiện có xe nên rủ luôn team những người đàn ông đi chơi cho vui. Trong khi đó, mấy bà vợ rủ nhau tới phòng tập yoga để rèn luyện sức khỏe. Huấn luyện viên cho họ khởi động bằng bài lắc ngực, sau đó cúi xuống rồi vỗ tay vào mông. Cú lừa thế kỷ đó, ông này chỉ là nhân viên dọn vệ sinh mà thôi. Đây mới là huấn luyện viên thật này, đẹp trai body ngon, mỗi tội bị gay. Quay lại với mấy ông chồng vui tính nào, họ thấy bà mẹ đang vật lộn với 4 đứa con quậy phá. Thế là tư tưởng để thêm thằng cu tắt ngỏm ngay lập tức. Họ còn gặp lại bạn học cũ, hiện đang làm cảnh sát và được hộ tống tới trường học, tham dự buổi biểu diễn ballet. Các bà mẹ đang tự hào về tài năng của các con, thì mấy ông chồng lại chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ người đàn ông nào cũng muốn nhìn. Úi giời, bưởi tươi roi rói thế cơ mà. À, tí thì quên mấy đứa con cũng đang to xác dần. Bọn nó rủ nhau tới mỏm đá ngày xưa bố bọn chúng hay tới ngắm gái. Toàn những em gái ngon ngọt, bảo sao bố không thích. Chắc ký ức ùa về nên tim những ông bố cũng mò tới đây luôn anh em ạ. Gái chưa kịp ngắm đã bị mấy thằng trở bắt nạt, bọn nó bắt đội của Lenny khỏa thân nhảy xuống hồ nước. Ừ thì nhảy, bọn tao nhảy vì không muốn bị ăn đòn chứ không phải sợ bọn mày đâu nhá. Braden thấy bố bị bắt nạt nên cay cú và lua nhà của đám trẩu kia. Oái con bà oam thế nào mà bọn nó lại nghĩ là team của Lenny làm nên quyết tâm trả thù. Giờ là lúc để anh em hiểu thế nào là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh này. Eric vừa lái xe vừa cố gắng nói chuyện để giải quyết vài vấn đề với vợ. Đúng lúc gặp đội sửa xe toàn những thanh niên khoai to, vợ của Eric sướng ra mặt, thầm cầu nguyện để bọn nó rửa xe chậm còn được ngắm khoai. Marcus vì sợ bị thằng con trai oánh nên nói năng nhẹ nhàng để lấy lòng nó. Thằng này tuy xăm trổ nhưng cũng không hổ báo cho lắm. Nó hiểu được tình cảm của Marcus nên cũng thân thiện với bố hơn. Kurt cũng đau đầu vì thằng nhãi con này suốt ngày tới, tán tỉnh rủ dê con gái đi chơi.
Khả năng đau khổ nhất tim chính là Lenny, cô vợ thủy mị nết na ngày nào bỗng nhiên thay đổi một cách kỳ lạ, đã thế còn hay dỗi và hay khóc nhè nữa chứ. Hỏi dò mới biết, mua phải ba con sói rồng nên vợ đã mang thai đứa thứ tư. Thôi toang, ba đứa nuôi đã mệt lắm rồi, giờ thêm đứa nữa chắc phải đi làm xe ôm kiếm tiền nuôi con mất. Quảng gánh lo đi và vui sống vì tối nay nhà ông tổ chức tiệc mời cả xóm đến dự mà. Cũng nhờ bữa tiệc này mà mấy ông bố bà mẹ mới phát hiện ra tài năng của các con. Cậu quý tử nhà Eric tính 7+9=79 có năng khiếu chơi piano, còn cô bé nhà Kurt có giọng hát rất hay. Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì bạn gái cũ của Lenny dẫn người yêu tới. Nó không phải ai khác mà chính là Tommy, thằng đầu gấu hay bắt nạt Lenny hồi còn nhỏ. Tiện đây tao với mày giải quyết ân oán hơn 30 năm luôn một thể. Cơ mà nói nhỏ tí, mày giả vờ sợ để tao ra oai với thằng cu con nhé. Hai ông con này diễn đỉnh tới nỗi, cả người lớn và trẻ em đều tin Lenny mạnh mẽ thật. Nãy là diễn, còn bây giờ mấy thằng chầu hôm trước dẫn 500 anh em tới trả thù kia. Chúng mày thích thì cứ vào đây, bọn tao lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, chả lẽ lại sợ bọn mày. Tường hồ báo cáo trồn thế nào, kéo cả xã đoàn tới mà mới đánh được một tí đã chạy một phọt cả cướp ra quần rồi. Sau tất cả, Lenny được anh em khuyên là nên chấp nhận sự thật và về nhà chờ vợ đẻ đi. Thôi thì phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Anh em thích phim nào nhất trong số 2 phần phim trên? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận cho Mọt và mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. I love you Trịch Trịch. Bye bye.